chào cô chú anh chị nha, đến với kênh Cưa Cây Đồng Tháp nha. Hôm nay mấy anh em mình có mặt tại cái bằng thuộc huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Mấy anh em mình chuẩn bị cưa cây gòn này nè, gòn này. Anh Duyên mình đang chuẩn bị nổ tiếng máy cho mấy cái con heo nó quen nha mọi người. Đây chuồng heo nha, rất lớn nha, chạy heo hai cây, anh Hổ mình làm một cây, anh Duyên mình làm một cây nha mọi người. Cũng là chuyện vui nha mọi người, ông chú ổng cắt ống nước ngoài về nước nó còn rồi giờ dằn tứa luôn bùng hết trơn nè. Chó bay gà chạy nè ông chú nè, ống nước ông vừa phá ông cắt nè, y như mưa không mọi người. Đây nè, phúng phúng lên nè. Thôi để về cho ba mát luôn bác ơi, khỏi nó ra mồ hôi. Anh Duyên mà làm cái này nha mọi người. Cái ống nước nằm ngay đây nha ông chú mình ông cắt nè. Chứ không để, chứ không để ngay đây mấy anh em cưa cũng gầy gãy hết trơn à. Chú hai ơi, chú bảy à, hôm nay cưa hai gòn này xong cái mấy cháu mình làm xị luôn ha. Lết hả, lết hết rồi hả? Mà làm im mấy trò nhậu phải không? Rồi dạ, cố gắng nha mấy anh em. Ngồi luộc xả được không? Cái gì luộc xả? Gà nội. Trời ơi, gà nội luộc xả sao ăn được trời. Chứ tìm ra cái cục quốc vô. Cũng khó có cái gì nữa mới được chứ gà nội luộc xả ăn không được. Chú mình cắt thêm một đoạn nữa nha. Trước khi cắt hai cây gòn này anh Duyên mình có một hai cây tre nó, chú bảy ơi, hai cây tre nó nằm ngay cái đường hướng mình cưa, anh Duyên cắt bỏ nha mọi người. Dính máy rồi. Hay quá. Anh Hổ mình lôi cái đọt tre ra nha. Anh Duyên mình xuất phát nha, có cái thang nha, đỡ đựng khúc. Cây đó đúng, còn hai cây sao bị động quên luôn.
Vậy ông nào làm anh là cho leo làm trước thì còn là em ở dưới ha, chỉ huy ha. Ông nào anh thì ông đó đốt cây bự. Viên ăn nhọc thì ông anh dính hả? Anh Viên là anh làm cây bự. Dao nữa vàng thì tao giữ luôn. Anh Viên tiếp cận cái nhánh này nha. Đây anh Hổ mình chuẩn bị xuất phát cây này nha. Chú Bảy ông lo ông kiếm con bắt con gà đi là vừa đó. Ông bắt gà đi thiệt. Nghe ok nghe. Bữa nay cưa nhậu chú Bảy luôn mấy anh em ơi. Đây anh Hổ mình cũng tiếp cận lên tới cây nhỏ bên này nha mọi người. Mình quay hai cây một lượt luôn nha mọi người. Anh Viên và anh Hổ mình cắt một cây hai cây luôn nha. Cái bí đó là không có động tay đó nghe, đừng có bò ra nghe. Anh Hổ mình làm ngay gặp ngay cây gòn gai nha. Cái nhánh nó nghiêng vô cái máy chuồng heo rồi. Anh Viên mình đang buộc dây treo nha mọi người. Nó dính lên bộ dây cũng khó làm cho mấy anh em mình nha. Anh Việt mình cắt nhỏ nhỏ nắm ra không bỏ ngay lỗ nha mọi người. Anh Viên mình sẽ tự chịu dây và phá dây dẫn luôn nha. Anh mình đầu cắt treo nhánh nè.
Rồi gần đây Duyên thì em lại tiếp đầu Duyên ơi. Mọi người thông cảm nha, tạm dừng video nha. Anh Duyên mình sẽ treo một nhánh thứ hai nha mọi người. Nhánh đang nó đang di chuyển xuống nha, mà anh vẫn còn chịu dây lại nha. Đó. Được. Anh Duyên mình cắt nguyên cái đọt nha. Ghê gớm quá. Chú Bảy chồng ổng nó quá hay quá khéo, ổng khen mấy anh em mình. Anh Duyên mình di chuyển xuống nha, anh hỏi mình đây làm nha. Bây giờ không có người phụ chú Bảy ổng kéo dây luôn nha mọi người. Trời ơi chú Bảy đứng kéo được chú Bảy. Kéo đây. Kéo vậy được, chịu vậy được ngã đó. Hay quá. Chú Bảy vậy ông còn mạnh ghê trời, cái lắm cây mà ổng kéo mình ổng luôn á trời. Hết sức mạnh. Cái bà kia là 60 kéo của mình anh. Anh Duyên. Gãy chú ơi đừng giật đó. Ừ. Cây này mình cũng nhờ chú Bảy ông kéo đó nha mọi người.
Vừa qua anh Hổ mình còn cái nhỏ nha mọi người. Có chừng nó ngã vô mày đó, tắt máy đi. Ôi, cắt nhánh nhỏ trên á, gãy luôn. Mở miệng xong gãy luôn. Gió quá, gió là gà nó dính luôn. Rồi mày buộc nó đốn mẹ được rồi. Đốn góc hả? Được hả mày? Buộc nó đi, đốn góc được rồi. Cắt chi nữa cho nó mệt. Hổ mình cắt cái góc nha mọi người. Mình xin kết thúc video đây nha mọi người. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký nha, để mình có động lực làm thêm những video hay bổ ích cho cuộc sống nha mọi người.